Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay bạn Gonsi của chúng ta sẽ thực hiện một cái thử thách, đó là sinh tồn ở trong rừng, đấy, tự tìm kiếm đồ ăn. Đầu tiên sẽ là thử thách nhẹ thôi. Bạn Gonsi sẽ phải là tự tìm nó ăn, tự tìm cách để sống sót được qua 12 tiếng từ sáng đến tối các bạn ạ. Đấy, thì bạn Gonsi sẽ đi vào rừng và tự tìm đồ ăn này, tự kiếm nước uống, rồi tất cả mọi thứ làm sao để mình sinh tồn được, mình không bị đói nản được các bạn ạ. Còn nếu như mà bạn có thể chịu đói, nhịn đói được thì cũng được, miễn sao là hết qua 12 tiếng là bạn sẽ vượt qua thử thách các bạn ạ. Bạn Gonsi ơi, thế bạn đã sẵn sàng chuẩn bị cho thử thách chưa? Sẵn sàng rồi. Thế thì trước khi đi vào thử thách thì bạn Gonsi sẽ có được một sự lựa chọn để bảo vệ mình, cũng như là bảo vệ bản thân, cũng như là các cái mối nguy hiểm có thể rình rập đến bạn Gonsi. Nên là bạn Gonsi sẽ lựa chọn cho mình thứ gì kèm theo nào? Bạn Gonsi đang thấy những con vật ở trong rừng nó chạy. Ui ui! Chưa chi còn đã hãi thế. Chưa chi bạn Gonsi đã hãi thế rồi, có biết bạn Gonsi có vượt qua thử thách hay không? Đấy. Bạn Gonsi ơi, vượt qua thử thách nào rất là gian nan đấy nhá. Đấy. Lúc đấy là không có ai đâu, mình bạn Gonsi đấy. Thế bạn Gonsi ơi, bạn đang nghĩ ra mình cần cái gì kèm theo chưa? Mình sẽ cần một cái bật lửa đấy nè. Được rồi, ok, bạn Gonsi đã nghĩ ra là cần lửa rồi, sẽ cho bạn ấy một cái bật lửa. Này, bật lửa đây. Đấy, cái này sẽ đánh lửa khi bạn Gonsi cần thiết, đúng không? Thử đi. Đấy, có lửa rồi đúng không? Ấn mạnh nha. Ôi giời. Có lửa mà không biết bật thế thì bạn Gonsi chưa chắc dùng được rồi. Bật được rồi. Nè. Thế đâu ấy. Đấy. Nhưng mà đây này thì gió mạnh quá nên là nó không ra lửa, do lúc nào phải gió nó ít gió thôi, nhớ chưa? Ok, được rồi, vậy là đã trao cho bạn Gonsi cái bật lửa rồi. Bạn Gonsi đã sẵn sàng chưa? Rồi bạn Gonsi đi nhá. Bây giờ sẽ bắt đầu. Món đồ nữa để làm gì? Mình thử thách thì một món thôi chứ. Ông con muốn ra một món đồ nữa. Thôi được rồi, bạn Gonsi nhỏ thì sẽ cho bạn Gonsi thêm một món đồ nữa. Bây giờ bạn Gonsi muốn gì nào? Ông muốn dao. Muốn một con dao gì? Ok, sẽ cho bạn Gonsi một con dao nhỏ xíu nha. Ok, này con dao đây. Ấy, con dao nhỏ xíu. Rồi bạn Gonsi ơi, cho bố hỏi tí, bạn Gonsi muốn lấy thêm con dao để làm gì? À, bạn Gonsi sẽ lấy con dao ấy để gọi là trang bị cho bản thân, để đề phòng khi nào có con vật hoặc con gì tấn công thì bạn ấy sẽ dùng cái đấy để tự vệ, đúng không? Thôi được rồi, bạn Gonsi đi đi nhá, bắt đầu tính thời điểm từ bây giờ, đi đi. Ok, xin chào các bạn, mình sẽ bắt đầu cuộc chiến đấu này. Ôi, hai quả lửa đẹp quá.
mệt quá, hát nước quá. Đi phải làm sao để có nước uống đi? Đi vào mình sẽ đi ra hướng bờ sông để tìm nước uống nhé.
nó ở đây nốt. Chín mốt đây. Nó vẫn đã chín rồi. Và vì nó có hai quả trứng, hai quả rừng và một con ốc. Ui đấy, nó đã chín rồi. Okay, xong rồi.